Xin chào tất cả bạn, ngày hôm nay Hùng muốn chia sẻ các bạn một cái loại vật liệu để lát sân lát vỉa hè cho những cái nơi không gian rộng, ví dụ như biệt thự, nhà vườn hay là những nơi lâu đài. Thế thì trước đây các bạn dùng cái vật liệu khi nói lên lát sân thì người ta hay nghĩ gạch đỏ, gạch sân vườn. Nhưng mà bây giờ thì thời điểm bây giờ nó khác rồi. Bởi vì sao? Cần có cái sân đẹp, hai là cần độ bền theo thời gian. Cái việc thứ ba là phải đến mang lại có một không gian nó khác biệt, đặc biệt khác biệt, chứ không phải là giống nhiều như ngày trước đây, ví dụ như là gạch đỏ rất là giống nhiều người, đúng không? Thì ở đây Hùng muốn chia sẻ các bạn đó là cái nơi mà vỉa hè. Ở đây thì toàn bộ khu vỉa hè được sử dụng bằng chất liệu đá tự nhiên. Đấy. Đá tự nhiên thì này thì được làm bằng đá và được băm mài viền, tức là mình nói ở đây là được băm bằng nhám ở đây thì để tạo độ nhám cho chống trơn, mà bên ngoài mài viền xung quanh. Thì thực ra nếu bạn cũng không cần băm này thì thực ra nó cũng không trẻ trơn được, đúng không ạ? Đấy. Và kích thước của cái đá này là kích thước 20 30. Đấy. Bạn cũng có thể dùng các loại kích thước khác nhau tùy theo cái không gian của bạn mình, để có thể là đưa vào cái khu vực sân cũng như là vỉa hè. Bởi vì là cái đá này ấy, thì bạn có thể là làm theo kích thước 30 60 hoặc là 40 80 với không gian rộng. Đấy. Còn về hình thức lát ở đây thì chúng ta là thát lát so le. Sát so le. Đấy, các bạn nhìn đấy. Thì tạo nên một điểm nhấn rất là đặc biệt. Có thể nói là so sánh với những cái vật liệu khác thì đá tự nhiên là một trong cái dòng đá là được các nhà, tức là những cái ngôi biệt thự đang sử dụng rất là nhiều hiện nay, bởi vì là mang lại cái độ khác biệt cũng như là chịu lực tốt. Nếu bạn có xe cộ đi qua lại đây thì không hoàn toàn không bị vỡ. Đấy, thì trên mình cũng chia sẻ các bạn một cái video về chất liệu vật liệu lát sân. Bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo.